Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Reznikov, đã nộp đơn xin từ chức lên Chủ tịch Quốc hội, ông Ruslan Stefanchuk. Quyết định này đến sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đề cử nghị sĩ Rustam Umerov thay thế vị trí của ông Reznikov. Ông Zelensky không nêu rõ lý do cho quyết định này nhưng chỉ ra rằng Bộ Quốc phòng Ukraine cần cách tiếp cận mới với quân đội và xã hội. Bộ Quốc phòng Ukraine đã gặp nhiều tranh cãi trong vài tháng qua liên quan đến vấn đề tham nhũng. Tuy nhiên, cá nhân của ông Reznikov không liên quan đến những vụ việc này theo truyền thông phương Tây. Những cáo buộc về Bộ Quốc phòng Ukraine không liên quan đến nguồn tài trợ của phương Tây mà liên quan đến các hợp đồng về quân nhu và quân trang được Ukraine mua sắm từ ngân sách nhà nước. Ông Oleksiy Reznikov, 57 tuổi, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine vào tháng 11 năm 2021 và trở thành đại diện nổi bật của Ukraine trên trường quốc tế trong bối cảnh xung đột. Ông được khen ngợi vì đã giúp Ukraine nhận được nhiều vũ khí hiện đại do phương Tây viện trợ. Thay đổi trong vị trí Bộ trưởng Quốc phòng được cho là không ảnh hưởng lớn đến tình hình trên chiến trường, vì vai trò của chức vụ này tại Ukraine có hạn chế, đặc biệt là trong thời chiến. Trong 18 tháng qua, chủ yếu, chủ trương quốc phòng Ukraine liên quan đến việc mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự. Điều này đã đẩy Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov dành một phần lớn thời gian tham gia các cuộc họp và hội nghị quốc tế. Thay thế ông Reznikov là một nhân vật trẻ hơn, nhưng đã đóng góp nhiều vào nỗ lực quốc gia từ khi xung đột bắt đầu. Rustam Umerov, 41 tuổi, người dân tộc Tatar Krum, đã từng kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông trước khi đắc cử vào Quốc hội Ukraine vào năm 2019. Ông Umerov thuộc phe đối lập trước chiến sự, nhưng sau đó trở thành đặc phái viên của Tổng thống Ukraine và được bổ nhiệm làm Giám đốc Quỹ Tài sản Nhà nước vào tháng 9 năm 2022. Ông Umerov đã tham gia đàm phán quan trọng với Nga và là một trong những người chủ chốt thúc đẩy thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc thông qua Biển Đen. Từ năm 2020, ông Umerov cũng là thành viên của lực lượng chuyên nghiệp chịu trách nhiệm vạch chiến lược để tái chiếm bán đảo Crimea, nơi mà Nga tuyên bố thuộc sở hữu vào năm 2014. Nếu được Quốc hội phê chuẩn trong tuần này, ông Umerov sẽ trở thành người đứng đầu cao cấp nhất trong chính quyền Ukraine có nguồn gốc người Tatar Crimea. Điều này cũng được xem là một minh chứng cho cam kết của Ukraine trong việc tái chiếm bán đảo Crimea. Trong bối cảnh căng thẳng với Nga, những thay đổi trong lãnh đạo quốc phòng Ukraine có thể có tác động quan trọng đối với tình hình khu vực.